Làm nếp có cần làm double test, triple test, siêu âm đo mờ da gáy nữa không ạ? Tất cả những ai là bà bầu thì đều biết đến là cái xét nghiệm sàng lọc mà chúng ta hay phải làm, đó là đi siêu âm mà lúc thai 12 tuần, khoảng 12 13 tuần để đo cái độ mờ da gáy, hay còn gọi là độ dày da gáy, hay là khoảng sáng sau gáy, và đo cái đó. Đồng thời là bác sĩ sẽ cho làm một cái xét nghiệm sàng lọc, lấy máu của mẹ, cũng lấy máu của mẹ, đó là double test hoặc là triple test. Đấy, tức là chúng ta sẽ làm một cái xét, chúng tôi gọi là cái combine test, tức là phối hợp vừa cái đo khoảng sáng sau gáy, độ dày da gáy, kết hợp với máu mẹ làm một số sinh hóa, từ đó đưa ra được một cái tiên lượng. Đó. Đây cũng là một cái kỹ thuật sàng lọc, có thể nói là không xâm lấn, cũng chẳng xâm lấn gì vào buồng gối cả và bào thai cả, nhưng cái độ chính xác của cái giá trị sàng lọc của cái này nó ít lắm, nó thấp lắm, nó chỉ có khoảng chừng ngoài 70% thôi. Đấy, khi mà nó bảo là dương tính có nghĩa là chỉ có khoảng 70% là đúng thôi. Thế còn á, khi làm níp ấy, thì độ chính xác nó rất là cao. Đó. Đấy. Và vì vậy á, cho nên á, là nếu mà chúng ta đã làm níp thì tất nhiên là không cần phải làm thêm double test hoặc triple test nữa. Trừ siêu âm thì chúng ta vẫn phải làm. Siêu âm thì đó là chúng ta ngoài cái việc chúng ta đo sau sau gáy thì chúng ta cũng phải làm thêm những cái hình thái khác của em bé. Nó có nhiều những cái bất thường khác về hình thái mà níp không 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 thể thông báo hết được. Níp chỉ thông báo về những tiên đoán về những cái vấn đề bất thường về nhiễm sắc thể, về những cái mất đoạn, những cái gen bất thường về những cái đấy thôi, chứ không thông báo đến hình thái của em bé. Và tí nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng trao đổi thêm là níp cũng không phải là một phương cách gọi là để thay tất cả mọi thứ. Níp cũng chỉ là một phương pháp sàng lọc để chúng ta biết được, tiên đoán được, hướng được tới những chẩn đoán tiếp theo. Có lẽ là về cái này thì tôi cũng xin dành 2 phút để 1 phút để kể một cái câu chuyện ngắn ngắn thế này. Năm 2016 có một vị lãnh đạo của chúng ta khi ở Mỹ thì gọi cho tôi vào lúc gần 12 giờ đêm, bên đó thì chắc là lúc gần 12 giờ trưa, và nói với tôi một cái thông tin như thế này là: bác sĩ Ánh ơi, bác sĩ Ánh đã nghe bao giờ thấy ở Việt Nam, ở thế giới người ta là lấy mẫu mẹ mà chẩn đoán được bệnh con chưa? Đấy. Thì lúc đó khi tôi nghe cuộc điện thoại đó thì tôi có nói chuyện điện thoại và tôi cười, tôi nói rằng là dạ, cái này thì Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã làm hơn một năm nay. Đó. Hơn một năm nay, và đó chính là cái xét nghiệm sàng lọc níp đấy, thủ trưởng ạ. Thế và thủ trưởng cũng không, vị lãnh đạo đó cũng không không ngờ rằng là Việt Nam cũng là đã triển khai, và đơn vị triển khai đầu tiên là Phụ sản Hà Nội. Và từ đó đến nay thì chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, nhiều đơn vị làm hơn, nhưng chúng ta vẫn không thể bỏ được siêu âm, bởi siêu âm là những cái vấn đề xem về hình thái. Còn tất nhiên nếu chúng ta đã quyết định làm níp thì chúng ta không cần phải làm double test và triple test nữa.